Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày làm việc vui vẻ và hạnh phúc. Cả nhà ơi, hôm nay mình đi chơi công viên thành phố mới Bình Dương. Các bạn cùng mình khám phá công viên thành phố mới nha. Cả nhà ơi, cá nè. Quá trời cá luôn nè. Trời ơi, con nào con đó to ơi là to luôn. Cá này. Wow. Đây có cả cá lóc luôn cả nhà ơi. Trời ơi, cá lóc to ghê gớm luôn á nè. Con nào con đó, trời ơi, ra con đó luôn. Con này chắc cũng phải tầm 1,5 kg luôn á. Hoa này, cây này. Ê, cây hoa này cây gì nhỉ Hiền ơi? Trời, đẹp ghê gớm luôn á. Trời, nét ghê luôn. Sao anh Hoàng lâu ra thế nhỉ? Trời ơi, cây nè. Đó. Nè, cả nhà ơi, thích ngắm những chú cá này đã luôn á. Cá lóc này. Đây là công viên thành phố mới đó. Nhìn đã luôn, trời ơi, trời ơi, con cá lóc này già rồi chắc à. Ê, cái này là cá này. Đây là lúa đó cả nhà. Nhìn đã luôn. Đây năm vừa rồi là không có trồng cây lúa, nhưng mà năm nay thì công viên mình có trồng thêm cây lúa luôn cả nhà ơi. Nhìn lại rất là đẹp luôn. Nhìn đã mắt luôn á. Wow. Ở trên này thì không có cá đâu, chỉ có lúa thôi. Cây cối này nhìn đã luôn. Hôm nay mình đi làm ca đêm nên mình tranh thủ ra chơi công viên một chút. Có thể mình tranh thủ mình quay một đoạn video này cho các bạn hiểu biết về công viên thành phố mới nhiều hơn này. Đây tập trung cá nhiều lắm các bạn ơi. Đây ở ngoài là cháu mình, còn đó là em gái mình cùng đi chơi với mình luôn này. Trời ơi, hoa này, hoa nhỏ xíu xíu à. Con cá này, trời ơi, con cá này bự lắm, đã luôn, cá rô phi ấy cả nhà. Ôi, con cá này đầy luôn, nhìn đã mắt luôn á cả nhà. Wow. Cả nhà ơi, tiếp tục nha. Gia đình nhỏ của mình bắt đầu đi này. Ở nhà quá trời đồ luôn này. Hè. Đây là cháu mình này, còn đây là em mình này cả nhà. Mình đi qua đây nữa. Ở đây rất là nhiều cảnh đẹp luôn cả nhà ơi. Lâu rồi mình cũng mới đi công viên á cả nhà. Nè cả nhà ơi. Cây này, cảnh này quá trời luôn. Đây hôm nay không phải là ngày chủ nhật nên rất là ít người, không có đông đông đúc giống như ngày chủ nhật đâu cả nhà.
Chủ nhật thì công nhân người ta đưa con người ta đi chơi tranh thủ, còn mình thì đi làm ca đêm nên mình cũng tranh thủ ra đây chơi một chút rồi mình về cả nhà ơi. Wow, ở đây cả nhà mình sẽ quay cho cả nhà cây mai này cả nhà. Cây mai to ơi là to luôn á. Cây mai này cũng chắc cũng được tầm 10 năm rồi, hơn hay là hơn 10 năm rồi á. Nhìn này cả nhà, đã luôn. Đi một đoạn thôi mà cảm giác như là đấy luôn. Wow, ở trên này có một cây, không biết cây này cây gì đây, hình như là cây lục vừng mà sao mà có trái to lắm cả nhà ơi. Ở trên này này này, mình đi quay mọi người coi. Ở trên đó đó, ở quê mình có cây lục vừng nhưng mà trái nó nhỏ lắm, sao mà ở đây trái to kinh khủng luôn á cả nhà ơi, đã luôn, nhìn cảnh rất là đẹp luôn á. Trời ơi, bữa nay công viên thành phố mới thay đổi rất là nhiều luôn, cũng khá lâu rồi, khá lâu rồi mình mới đi qua đây này, mà cảnh tượng ở đây họ tạo ra nhìn đẹp lắm. Nhìn các thác nước này trong vắt luôn á. Kia nó để đâu được đấy, cái đồ này để tạm đây đi nhỉ, để dưới này đi. Mình tranh thủ đi quay cho cả nhà coi nha. Đây này, cây cối nhiều lắm. Wow, ở bên kia là cây bom á cả nhà ơi. Đây này, chuẩn bị tới này. Cây này là cây si này, cây si này to ấy là to. Wow, để tới là có một cây mai nữa rồi cả nhà ơi. Đây này, cây mai này nhìn cây mai này còn to hơn cây mai lúc nãy nữa luôn á. Còn đây là cây cau này, cây cau này trời ơi, cây cau này là nhìn trái này cả nhà ơi, bữa hôm mình đi là chưa có trái đâu nha cả nhà, bữa nay có trái luôn rồi. Cau này không biết là có nhai được không nữa. Đây này cả nhà ơi, ôi ở trên này rất là nhiều cảnh đẹp luôn. Bắt đầu này đi. Trời ơi, ra nắng lúc nào mình thì hơi hết. Nhìn này cả nhà, ô ở trên này này, nhìn này hoa không á, hoa này hoa tên gì nữa. Ồ, giữa là hoa súng đấy cả nhà, mình chỉ biết là ở giữa là hoa súng thôi, còn ở đây nè, ở công viên này nhìn khác lạ ghê gớm luôn á. Giờ năm 2021 thì chưa có gì thay đổi mấy, còn đây thì năm 2022 thì thấy nó có sự thay đổi rất là nhiều luôn. Đây cả nhà ơi, mình đang quay cây bom này, cây bom này, cây bom này mọi người có thấy không? Cây bom này. Ôi còn kế tiếp nữa cũng là cây bom luôn cả nhà ơi, cùng mình vô đây khám phá này. Xem cây cây bom này nó nở hoa này. Chuẩn bị sắp tới rồi nè. Wow, đó, hoa không luôn á. Nè, đây là trái của nó này. Và đây là những bông hoa của cây bom này. Nè cả nhà ơi, mình quay sát cho cả nhà coi nha. Wow, những toàn cây lạ không này. Nhìn này cả nhà ơi. Bông không.
cây nữa. Trên cây thì rất là hoa luôn. Wow, còn có cái cây này nè cả nhà ơi, sao mà toàn những cây lạ không à. Cây này là cái gì ta? Này công viên thành phố trồng rất là nhiều cây lạ luôn. Mà mình cũng không biết tên mấy cái cây này luôn đó cả nhà. Mình chỉ quay cho cả nhà coi thôi. Đây kế tiếp cũng là cây bom luôn. Toàn cây bom không đó. Rồi, mình bắt đầu đi qua chỗ khác. Ở trên này là chỉ có cây hình như là có cây thốt nốt cảnh nữa. Bữa hôm mình đi là cây nó còn nhỏ và thấp, bây giờ thì cây rất là cao luôn á, cao và to. Hiền ơi, đi này, mình thử đi này, nắng lắm cả nhà ơi. Đây là cây cái gì? Cây gì nhỉ cả nhà? Đúng rồi. Đây là cái cọ. Rồi, mình lại trở lại chỗ cũ rồi. Cảnh rất là đẹp luôn. Rồi, video của mình đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Mong mọi người nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình với nha cả nhà. Nhớ ấn like và đăng ký kênh nha cả nhà ơi, để đón xem những video mới nhất nha cả nhà.